Xin chào các bạn. Vâng, đã rất là lâu rồi thì mình mới quay lại với cái series là làm về những cái sản phẩm Apple hàng đã qua sử dụng không đáng mua ở thời điểm hiện tại cũng như là trong thời gian sắp tới. Vậy thì danh sách mà dưới góc nhìn cá nhân của mình đưa ra đó là những dòng sản phẩm nào thì trong cái video hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn. Let's go. Và nếu các bạn nào mà đang muốn mua iPhone cũ uy tín thì đừng quên ghé qua Di động Việt nha. Di động Việt luôn có mức giá cực kỳ là hấp dẫn và đảm bảo bảo hành uy tín cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của những ngày hôm nay. Đặc biệt là bảo hành pin lên tới là 10 năm cho các bạn, cứ dưới 80% là ra thay hoàn toàn miễn phí hoặc là cảm thấy rằng là pin hao hụt nhiều ra vẫn sẽ được thay miễn phí cho các bạn. Trước tiên mình sẽ cần phải lưu ý cho các bạn hai điểm. Thứ nhất, đây là cái góc nhìn cá nhân của mình nha. Cái điểm thứ hai nữa đó chính là những chiếc máy này nó không đáng mua khi các bạn đang mua nó làm máy chính. Máy chính các bạn. Còn nếu mà các bạn kiểu như là các bạn mua về để uh, sử dụng làm máy phụ thôi thì máy nào cũng được, tùy thuộc vào cái túi tiền hoặc là tùy thuộc vào uh, cái mức độ tài chính hay là cái cái mục đích của các bạn thì các bạn mua máy nào cũng ok cả. Còn trong video này mình đang xét ở khía cạnh là mua hàng cũ iPhone và về để làm máy chính thì đây là những chiếc máy mà các bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định là có mua nó hay không. Sản phẩm đầu tiên nó nằm ở trong top 1 luôn đó các bạn. Nó vừa đáng mua mà nó vừa không đáng mua các bạn ạ. Có lẽ rất là nhiều bạn biết rồi đúng không? iPhone 13 Pro Max. Tại sao đây là một chiếc máy nó 50-50 để như thế? Thì chúng ta sẽ phải xét ở hai khía cạnh nha. Thứ nhất đó, đó chính là khía cạnh không đáng mua. Nó không đáng mua khi các bạn mua c 2 tức là các bạn mua lại của người dùng đó. thì rất là khó để chúng ta biết được là cái màn hình đó, đó, đó từng hư hỏng hay chưa, nó đã bị thay thế hay chưa. Đó là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai nữa là À, chúng ta cũng không nhận được cái bảo hành đâu Hàng cũ bây giờ vẫn có bảo hành nha các bạn Nhưng mà với cái việc mà chúng ta mua qua tay như vậy á, Thì chắc chắn một điều là không có bảo hành Thì nó cũng sẽ rất là rủi ro cho các bạn Có thể là hôm nay các bạn đến test nó không sao hết nhưng mà một tuần sau nó lăn đùng ra ngoẻo cái màn hình thì nó cũng sẽ rất là rườm rà. Thực ra thì bây giờ đã có cái cách để fit được cái lỗi màn hình mà vẫn giữ nguyên được 120 Hz rồi. Bọn mình đã có video ở đây thì các bạn có thể là xem lại ở đó nha. À, tuy nhiên á, hiện tại thì cái số lượng cửa hàng làm được cách này là vô cùng nhỏ các bạn ạ và nó cũng chỉ ở khu vực ở Bình Dương thôi. À, hiện tại mình chỉ biết là như vậy nha Còn những cái bạn nào mà làm được á, fit được cả thì có thể là comment ở phía dưới của video ngày hôm nay nha à, và nhớ là comment luôn tỉnh thành để mọi người có thể là biết thêm nhưng mà hiện tại thì mình thấy rằng nó vẫn rất rủi ro cho các bạn hay là các bạn đến một cái cửa hàng nào đó mua đồ cũ mà họ không có cam kết họ không có bảo hành về cái màn hình nhá cho các bạn á thì nó cũng vô cùng là rủi ro do đó thì nó sẽ không đáng mua khi các bạn rơi vào hai cái trường hợp trên còn nếu nó sẽ đang mua khi các bạn đến từ những cái cửa hàng họ cam kết là bảo hành cho các bạn cái màn hình đó thì các bạn cũng phải hỏi kỹ này là bảo hành ở đây là thay thế hoàn toàn một cái màn hình mới hay là câu dây đồng hay là làm một cái gì đó thì các bạn cũng nên hỏi kỹ thực sự rất là kỹ về cái vấn đề này nha à, ví dụ điển hình các bạn qua với di động việt đi thì cũng sẽ có được cái chương trình bảo hành rất là tốt cho các bạn rồi chúng ta nói được một cái sản phẩm là nó vừa đáng mua và vừa không đáng mua rồi đấy cái sản phẩm thứ hai nữa nó cũng liên quan đến cái màn hình các bạn à, mặc dù là giá bán của nó rẻ hơn khoảng tầm là 5 triệu thôi đó chính là chiếc iphone x đây là chiếc máy đầu tiên của bên nhà Apple sử dụng màn hình OLED và cái màn hình OLED của chiếc iPhone X thì mình thấy là nó nó cũng có quá nhiều vấn đề luôn bởi vì sao đơn giản là nó là mới, nó là đời kiểu đầu tiên á và bản thân thì chiếc máy iPhone X mà vợ mình sử dụng trước đây ấy, thì nó cũng bị cái lỗi màn hình và cái màn hình thay cái màn hình của iPhone X thì nó cũng chùa lắm thực sự là nó rất là chùa và những yếu tố khác thì mình thấy rằng là nó vẫn không đáng để các bạn cân nhắc mua chiếc iPhone X. À, trong năm 2023 này nha Cho nên là đây cũng là một cái sản phẩm mà các bạn nên cân nhắc thật kỹ Với cá nhân mình thì cái màn hình của chiếc iPhone X nó vẫn làm cho cảm giác là hơi nổi da gà lên rồi đấy Và chiếc máy thứ ba nữa mà mình cũng khuyên các bạn là nên cân nhắc thật kỹ nha mình thấy rằng là nó cũng có khá khá nhiều vấn đề đấy Đó chính là chiếc iPhone XS Thứ nhất là cái màn hình nó bé quá Thực sự là nó rất là bé các bạn ạ à, Thứ hai nữa là nó là gì đó là về cái vấn đề mà chi phí sửa chữa nó cũng khá là cao và giá hiện tại thì mình thấy là nó cũng phải loanh quanh mức khoảng gần 7 triệu đồng. Thì tầm giá này thì mình nghĩ rằng là các bạn nên có những cái lựa chọn khác thì nó sẽ ok hơn thay vì cái việc là lựa chọn chiếc iPhone XS. Rồi. Và thứ tư, nhóm đây là một nhóm những sản phẩm mà các bạn iPhone cũ mà các bạn không nên mua để về làm máy chính trong năm 2023 này nha. Đó chính là những chiếc máy quá là sâu đời rồi ví dụ như là từ iPhone 8 Plus đổ xuống á, là các bạn không nên mua về làm máy chính nữa rồi bởi vì bây giờ mua về để làm hiệu năng á, thì mình nghĩ rằng thời điểm hiện tại nó cũng không phù hợp lắm nếu các bạn mua để làm một cái máy chính 100% à, ví dụ như là iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6 này nọ mua làm máy chính là không nên rồi nè. IPhone Blood, iPhone Blood, là iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus hay iPhone 6 Plus như vậy hay là iPhone 6s Plus thì mình thấy là nó cũng không đáng mua trong năm 2023 nếu các bạn có ý định mua về làm máy chính còn nếu mà mua làm máy phụ vẫn ok thôi à, ví dụ hiện tại thì trên chiếc xe của mình á, mình đang sử dụng mà apple carplay thì mình có sử dụng một chiếc iphone 8 từ khoảng cách đây đâu đó khoảng tầm là hai năm nay rồi thì nó vẫn ok à, nhưng mà đó chỉ là mình sử dụng phụ thôi cho một cái mục đích nhất định nào đó thôi thì mình thấy rằng nó vẫn xài ổn còn nếu mà các bạn mua trong năm nay á mà để xài làm máy chính một trăm thì đó là những chiếc máy mà mình nghĩ rằng các bạn nên cân nhắc thật kỹ thật thật kỹ trước khi quyết định là có nên xuống tiền mua những sản phẩm này hay không có các bạn theo các bạn thì có những cái dòng sản phẩm nào nữa không đáng mua hay không đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video hôm nay còn bây giờ thi